Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị đang theo dõi đối thoại bàn về đường sắt tốc độ cao Bắc Nam nằm trong vệ đề tài của đối thoại. Và trong các số trước thì chúng tôi đã cùng bàn về phương án huy động vốn. Với những nội dung của các khách mời đã đưa ra trong các số trước thì chúng tôi thấy rằng là huy động vốn cũng như là hoàn vốn là một trong những nội dung mà được các khách mời hết sức quan tâm. Và vừa rồi trong buổi lấy ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải về báo cáo cuối kỳ, báo cáo tiền khả thi của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thì đây cũng là vấn đề được đặt ra rất nhiều câu hỏi cũng như rất nhiều tranh luận. Thì ngày hôm nay chúng tôi mời tới trường quay các khách mời để cùng tiếp tục bàn về vấn đề này, đặc biệt là phương án hoàn vốn mà được Liên Danh Tư vấn đưa ra trong báo cáo cuối kỳ. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời: Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Kim Hùng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tái cấu trúc Doanh nghiệp Việt Proco. Trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Và trước khi mà chúng ta bàn về phương án hoàn vốn rất được quan tâm và được đưa ra trong báo cáo cuối kỳ, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Về vấn đề tài chính, chúng ta cũng cần cân nhắc về cái vấn đề về vốn đi vay. Hiện nay chúng ta đang cái nợ, nếu chúng vay chúng ta vay 100% vốn, lấy ví dụ như vậy thì chúng ta cứ làm tăng cái khoản đi vay cho chính phủ lên tới 1,5 lần nợ công của chúng ta hiện nay. Nếu chúng ta tính bằng là đi vay và trả và lãi suất thì cái tiền đề nghị cũng phải làm rất rõ là cái tiền lãi suất vay này hàng năm chúng ta chi trả là bao nhiêu tiền. Theo kinh nghiệm của các cái nước mà đã có đường sắt cao tốc thì không phải nước nào cũng có vận hành thành công cái hệ thống này. Ví dụ như là cái trường hợp của Tây Ban Nha là cái nước mà có cái số km đường sắt cao tốc là xếp thứ tư trên thế giới, thì Tây Ban Nha đã đầu tư khoảng tầm hơn 40 tỷ euro vào cái hệ thống đường sắt cao tốc này, và ngay cả cái tuyến mà gọi là đông hành khách nhất nối giữa Paris à nối giữa Madrid và Barcelona thì cũng là cái tuyến mà chính phủ phải trợ giá. Và thứ hai là không phải nước phát triển này thì họ cũng đã xây dựng cái hệ thống đường sắt cao tốc này. GDP của chúng ta đang tăng trưởng rất là nhiều. Thế thì trong những năm tới thì chúng ta có thể trích một phần nhỏ, chẳng hạn như là 0,7 trong 10 năm đầu GDP thì nó có thể là. Và cái thứ hai nữa là sử dụng xã hội hóa nguồn vốn để cho các cái, đặc biệt là các cái đầu tư tư nhân. Đừng nhìn dự án này như là một dự án đầu tư, mà đây nó là dự án cơ sở hạ tầng. Nếu đã là cơ sở hạ tầng thì cái khả năng hoàn vốn của nó là nhà nước phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là đây không phải là dự án kinh doanh. Đấy, và chúng ta nhìn nó, nếu chúng ta nhìn nó ở cái khía cạnh mà nó lôi cuốn được các cái ngành công nghiệp khác, ví dụ như ở đây là ngành công nghiệp luyện thép, ví dụ như đây là ngành công nghiệp chế tạo máy, ở đây ví dụ như là ngành công nghiệp sản xuất xi măng và các cái vật liệu khác, thì chúng ta thấy nó lôi cuốn. Đối với một cái dự án rất dài như khoảng vài chục năm như thế này, do đó là phải là theo hình thức là đối tác công tư mà cái hợp đồng thích hợp. Ở đây cụ thể có lẽ là phương thức là nhà nước đầu tư và nhượng quyền khai thác lâu dài của các hạ tầng đó, và có sự tham gia của nhà nước không phải chỉ đầu tư giai đoạn đầu của hạ tầng mà lại có cả phần là có thể là phải tham gia cả giai đoạn khai thác ban đầu. Khi mà những dòng tiền ban đầu thì là chưa thể là thu hút được thu hồi lại được vốn ngay thì phải có hỗ trợ nhà nước, như là hỗ trợ về duy tu bảo dưỡng, hỗ trợ này khác để cho người ta hoạt động đến năm nhất định nào đó. Qua theo dõi thì dòng tiền nó nổi lên rồi thì bắt đầu lúc ấy là nhà đầu tư lại phải trả lại cho nhà nước phần thuê hạ tầng. Cái cơ chế này là nó rất là rõ ràng trong quá trình đầu tư khai thác lâu dài. Vâng, thưa các khách mời, chúng tôi được biết rằng là trong ba khách mời ngồi ở đây thì có hai khách mời đã tham gia vào buổi lấy ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải về báo cáo cuối kỳ, báo cáo tiền khả thi của dự án này. Thì rõ ràng là trong cái buổi đó chắc là các khách mời đều thấy là hoàn vốn là một trong nội dung mà được rất nhiều người quan tâm và có những ý kiến trái chiều, rất là nhiều những ý kiến khác nhau. Vậy thì ngày mai thì ông Bình và ông Nghĩa là hai người đã từng tham gia, thì đầu tiên là ông Bình, ông có một cái nhận định gì về cái phương án hoàn vốn mà được Liên Danh Tư vấn đưa ra trong báo cáo lần này ạ, báo cáo cuối kỳ lần này ạ? Xin mời ý kiến của ông Bình ạ. Thì trong cái dự án, tất nhiên ngoài cái việc mà phân tích hiệu quả kinh tế xã hội để quyết định một cái dự án,
đại khái như thế này thì người ta phải quyết định nhờ cái hiệu quả kinh tế xã hội, chứ người ta không quyết định về hiệu quả tài chính. Bởi vì những cái dự án như đường sắt cao tốc chắc chắn lỗ về hiệu quả tài chính, hoặc có thể nói là cái tỷ lệ sinh lời không cao. Ví dụ tỷ lệ sinh lời của liên doanh tư vấn đưa ra có chưa đến 2%, 1,9% đối với các cái sinh lời về hiệu quả về tài chính và hiệu quả về kinh tế xã hội là 7,5%. Thì với cái hiệu quả như thế thì các cơ quan thẩm định cũng phải xem xét xem là với hiệu quả tài chính như thế thì phải bù lỗ, bù đắp bao nhiêu cho cái dự án này khi mà nó đi vào hoạt động. Bởi vì chắc chắn những cái dự án mà có một cái dòng tiền thấp thì lúc đấy thì chúng ta thấy là khi mà dự án đi vào hoạt động thì dòng tiền tạo ra của dự án không đủ để trả nợ và trả lãi cho dự án, phải bù đắp bằng nguồn vốn khác. Tôi lấy ví dụ là nguồn vốn khác phải chắc chắn là ngân sách rồi, chứ còn dự án này không phải dự án tư nhân. Mà ngân sách thì chắc chắn một là phải đi vay nguồn khác để đảo vào nguồn này, hoặc là ngân sách quốc gia phải chi trả tiếp cho các cái hoạt động này. Và khi ngân sách quốc gia chi trả cho cái hoạt động này thì ngân sách là một cái hoạt động đầu tư của chúng ta là có giới hạn. Cho nên khi chúng ta chi trả vào cái hoạt động này thì chúng ta phải cắt các dự án khác đi, đúng không ạ? Cắt các cái hoạt động đầu tư của các tỉnh khác đi cùng một tỷ lệ. Cho nên chúng ta sẽ phải cân nhắc rất kỹ xem là cái dự án này liệu có hiệu quả hơn so với các việc mà triển khai các dự án khác hay không. Với các dự án thay thế, tôi lấy ví dụ là hệ thống đường cao tốc từ Bắc vào Nam. Chúng ta đang làm hai hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thiếu vốn, cũng đang cần giải ngân. Chúng ta đang làm sân bay Long Thành cũng mấy chục tỷ USD. Và trong một cái tổng hòa các cái dự án đó thì chúng ta phải sắp xếp cái danh mục dự án đầu tư từ cái cấp độ cao xuống thấp. Tôi lấy ví dụ là dự án nào mà chúng ta xác định là hiệu quả kinh tế xã hội tốt nhất. Cái thứ hai là hiệu quả tài chính cũng là một chỉ tiêu rất quan trọng. Chúng ta nói là ngân sách nhà nước nếu chúng ta rất mạnh như một số quốc gia, ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, thì chúng ta sẽ ưu tiên hiệu quả kinh tế xã hội rất lớn. Nhưng mà Việt Nam trong bối cảnh của chúng ta, hệ thống ngân sách nhà nước chúng ta rất là yếu. Phải nói là hiện nay ngân sách nhà nước chúng ta là chi tiêu thường xuyên hết khoảng trên 70%. Tổng thu ngân sách cộng với chi trả nợ khoảng gần 25-26%, tức là tổng số mà chi tiêu thường xuyên và chi trả nợ gốc và trả lãi là chúng ta hết gần 100% rồi. Và toàn bộ phần chi đầu tư hiện nay của chúng ta là phần thâm hụt ngân sách. Thâm hụt ngân sách có thể được tài trợ bằng vay nợ. Do vậy thì theo cá nhân tôi thì đối với những dự án như thế này thì chúng ta phải làm đủ các bước đấy. Tôi nhắc lại là thứ nhất là phải xem xét khả năng hiệu quả về kinh tế xã hội trên cơ sở so sánh với các dự án khác. Thứ hai là xem xét khả năng cân đối vốn. Và thứ ba chúng ta cũng xem xét là cái khả năng tài chính cũng là một cái yếu tố, và dòng tiền của dự án cũng là một. Tuy nhiên trong cái báo cáo cuối kỳ này thì cũng đã nhắc tới và cũng đã phân tích tương đối là kỹ, đúng không ạ? Theo tôi nghĩ là cá nhân tôi có được nhận cái báo cáo tiền khả thi, nhưng mà cái nhận khi mà đưa cho các nhà khoa học là nhận cái báo cáo tóm tắt. Cho nên trong báo cáo tóm tắt thì cái việc mà phân tích đánh giá các cái hiệu quả tài chính, phân tích đánh giá các cái phương án thu chi về thu giá vé, các cái chi phí hoạt động, các cái chi phí doanh thu lợi nhuận của các năm hoạt động thì trong báo cáo hoàn toàn không biết cái vấn đề này. Cho nên vì nó là bản tóm tắt, tôi có đúng kiến không? Nghị. Vâng. Thì hôm trước tôi có kiến nghị là không biết là cái bản thực tế như nào. Vâng. Nhưng mà đưa cái bản tóm tắt này ra thì cá nhân tôi đứng dưới góc độ là một cái người chuyên gia về tài chính thì tôi cần phải những cái thông tin đó để tôi thẩm định. Vâng. Thì tôi cũng nghĩ là chắc là Bộ Giao thông và cơ quan tư vấn cũng làm cái phần này rất kỹ. Vâng. Nhưng mà có thể do là đợt này thì cũng sơ sót, hoặc là vâng, có thể là trong buổi đó chưa chia sẻ được hết các thông tin chi tiết. Vâng. Do là đợt này cũng chắc là cũng muốn tập trung vào các cái câu chuyện là hướng tuyến, rồi là các câu chuyện về hoạt động đầu tư, cho nên vâng, cái nội dung đó chưa đưa ra. Ông Nghĩa có nhận được bản báo cáo cuối kỳ đầy đủ không ạ? Có. Vâng, chúng tôi cũng đã nhận được bản báo cáo cuối kỳ đầy đủ với những phương án đưa ra trong đó, thì ông Nghĩa đánh giá thế nào? Có đồng tình ý kiến của ông Bình không ạ? Nhìn toàn bộ cái đề án thì tôi thấy tức là cũng gọi là một cái đề án cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng đường sắt mà như thế là ổn. Bởi vì chúng ta có hai cái chỉ tiêu, không phải là vì không tính tới hoặc là tính tới, có hai chỉ tiêu, tức là một cái chỉ tiêu gọi là hiệu quả tài chính, là đấy là hiệu quả hạch toán trực tiếp cho doanh nghiệp. Nhưng mà một cái đề án cơ sở hạ tầng thì nó có vô vàn những cái tác động lan tỏa. Cho nên mọi hôm tôi đề nghị tức là nếu vậy thì các ông phải đưa cả cái hệ số lan tỏa vào để mà tính.
hoặc là nó có những cái tính toán thêm, ví dụ như giảm được bao nhiêu nghìn người chết về tai nạn giao thông đường bộ trong một năm, giảm được bao nhiêu người thương tật vì tai nạn giao thông đường bộ trong một năm, và từ đó mà giảm được bao nhiêu chi phí xã hội để mà chữa chạy và nuôi nấng suốt đời những người tàn tật như vậy. Và có thể nói tức là như Nhật Bản họ tính tức là lúc mà họ chưa có hệ thống đường sắt thì mỗi một năm họ bị chết tai nạn giao thông là 15.000 người, và đến khi có cái hệ thống đường sắt này thì là con số đó chỉ giảm xuống còn có 4.700 đến 4.900. Và họ tính toán ra tức là họ đã tiết kiệm được mấy chục tỷ đô la một năm riêng về cái tai nạn giao thông, và bảo hiểm cho cái người bị tai nạn cũng như bảo hiểm cho những cái người và chữa chạy cho những người mà bị thương vong suốt đời. Vâng. Thì đấy là những cái thứ mà rõ ràng là nó không đưa vào được trong cái hiệu quả tài chính. Đấy là chưa kể tức là ô nhiễm môi trường, hàng vạn cái ô tô xả khói suốt dọc đường thì đâu mình đâu có tính được. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng tức là nếu có một cái hiệu quả tài chính ở cái mức tương đối như thì chúng ta có thể xác định được rằng là hiệu quả kinh tế xã hội nó sẽ còn lớn hơn như thế rất nhiều. Một yếu tố thứ hai tức là thông thường một cái dự án tầm cỡ lớn như vậy thì nó cũng phải có một cái tầm nhìn dài hạn về nó để mà đánh giá. Chúng ta ngồi hôm nay để đánh giá một cái sự việc sẽ diễn ra trong vòng 40 năm thì nghe nó cũng khó. Tôi nói đến cái chuyện tức là dự báo được cái nợ công 40 năm tới, 30 năm tới. 30 năm tới. Rồi thì dự báo GDP trong 30 năm tới, rồi dự báo trong vòng 30 năm tới không có cuộc khủng hoảng nào. Rồi thì là dự báo là mọi thứ đều rất ngon lành cả. Thì cái đó là mình cũng ở mức độ thôi. Vì thế cho nên là theo tôi tức là tốt nhất là sau khi đã có một cái dự án tiền khả thi nhằm vào những cái hướng ví dụ như là giai đoạn 1 thì mình đánh giá cái giai đoạn 1 cho nó một cách vững chắc, nó tốt hơn. Vấn đề thứ ba này tức là farm là một cái dự án mà lớn và có cái giá trị dài hạn như vậy thì ngay cả khi chúng ta ngồi tính toán nó trong cái bối cảnh kỹ thuật rồi thì thương mại rồi thì du lịch hiện tại cũng chưa chắc là chính xác. Theo tôi tức là nếu mà tính toán lại một cách chi tiết lâu đồng, mấy chục năm vừa rồi đi vào đâu, đi vào dịch vụ là chính nhưng mà đi vào công nghiệp 20 triệu lao động trong vòng 20 năm là thì chỉ có 4 triệu chín đi vào công nghiệp, còn lại đi vào dịch vụ. Vâng. Vốn đi về đâu? Toàn bộ số vốn của Việt Nam vốn tín dụng ngân hàng thì là 61% là đi vào dịch vụ, 10% đi vào nông nghiệp và 3% đi vào công nghiệp. Đây là tiền đi đâu, đúng không? Vâng. Cái thứ ba tức là như tôi nói tức là giá trị gia tăng tính trên lao động thì vẫn tập trung chủ yếu vào khu vực dịch vụ và nông nghiệp. Vâng. Là chính. Và như vậy là cái đó nó quyết định cái động lực kinh tế. Mà động lực kinh tế thì nó phải quyết định cái chuyện tức là chúng ta đầu tư hạ tầng hướng vào đó thì mới được. Vâng. Tức nghĩa là vận tải hành khách bằng đường sắt ấy, có thể nói tức là một trong những cái hướng quan trọng nhất của cái phát triển du lịch của Việt Nam. Mà đây là thế mạnh chủ yếu của Việt Nam. Vâng. Dài hạn. Vì vậy nên chúng ta cần thiết và nên cấp bách phải làm. Chính vì thế cho nên khi tính là phải tính cả những hiệu quả kinh tế xã hội, có một cái tầm nhìn dài hạn như thế mới thấy được rằng đây là một cái dự án mà nên làm. Vâng. Còn tôi có gặp 6 cái doanh nghiệp mà họ cũng tham vấn ý kiến chúng tôi về cái việc tức là họ có nên đầu tư vào đây không. Tức là chính phủ thì có vận động, họ vận động họ tham gia, thì họ có nói tức là em năm nay ngoài 50 rồi, người ta bảo em năm nay gần 60 rồi, mà được tới các bố làm tới 30 năm thì mẹ em chết từ 7 tổng rồi, là đầu tư cái gì. Vâng. Cho nên là nếu bọn em làm thì đề nghị chính phủ là rút ngắn thời gian của dự án này lại còn có 15 nữa thì bọn em sẽ tham gia, còn nếu không thì bọn em không tham gia. Ai cũng mong muốn như vậy à? Vâng. Thế còn dưới góc độ của doanh nghiệp, đặc biệt là về tài chính thì ông Hùng nghĩ thế nào? Như ở doanh nghiệp thì chúng tôi đầu tư chung và dài hạn, thì cũng giống như là chính phủ đang đầu tư cái dự án rất là lớn như này. Thì quan điểm của ông Nghĩa thì cá nhân tôi rất là ủng hộ. Một cái hệ thống đường sắt nó sẽ giải quyết được hai vấn đề lớn. Cái vấn đề đầu tiên đó là cái dự án đường sắt này là dành cho hành khách, thì chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán là lưu chuyển, di chuyển của người dân, đặc biệt là những người có cái gọi là mức thu nhập tương đối, họ muốn di chuyển thật nhanh và lại an toàn. Bởi vì là đường thủy thì khó, đường bộ thì như ông Nghĩa nói rủi ro an toàn gọi là rất là cao, và đường không thì càng ngày bây giờ cũng rất là nhiều những cái câu chuyện về máy bay và họ cũng có những cái niềm tin e ngại.
Thì tôi nghĩ rằng là về mặt chính phủ cũng cũng nên, tôi nghĩ rằng nên quyết tâm để thực hiện cái dự án này. Thì giống như doanh nghiệp của chúng tôi, khi đầu tư một cái dự án chung dài hạn thì cũng phải phân tích rất là nhiều các cái khía cạnh. Nhưng cũng có một cái khía cạnh mà thực sự chúng tôi rất là quan ngại, kể cả dự án này, đó là cái dòng tiền. Thực tế thì cái khoản chi ra rất là lớn, và cái dòng tiền thu về hàng tháng cũng như là hàng quý, hàng năm ấy, nó lại giống như là ta bỏ một tổng tiền đóng ra, ta thu tiền lẻ về. Thì nó lại phải bao hàm cả cái việc là có đủ, liệu có đủ thu được hay không. Thế trong trường hợp cái viễn cảnh xấu mà có những cái phương tiện khác, có những cái khác mà nó tính dài 3-40 năm mà nó có thể phát triển song hành, thì liệu cái dòng tiền đấy nếu nó còn giảm nữa, thì cái chỉ số hoàn vốn này tôi nghĩ rằng nó còn âm. Và cái khả năng gọi là chịu đựng được về cái khả năng chịu đựng được cái thanh khoản cho các khoản đã vay như ở mức nào, thì đấy là cái mà cần phải làm rõ nữa thôi. Vâng. Còn về mặt gọi là đầu tư thì doanh nghiệp chúng tôi, những doanh nghiệp nào đã qua được những cái giai đoạn gọi là doanh nghiệp vừa ấy, bắt đầu chuyển mình sang doanh nghiệp lớn, thì lúc đó chúng tôi cũng phải đầu tư tính cả hai khía cạnh. Một là hiệu quả kinh tế trong mô hình kinh doanh. Hai là cái mô hình kinh doanh đó nó phải giải quyết được một vấn đề của xã hội thì nó mới có giá trị và nó bền vững được theo thời gian. Vâng. Thì cái này thì cũng như vậy thôi. Và tôi nghĩ rằng quan ngại nhất vẫn là phải vẽ thêm, phải tính thêm cái viễn cảnh. Đặc biệt là dòng tiền, chỉ như vậy thôi. Và nên có các giải pháp phụ. Chúng ta theo cái báo cáo thì tôi nghĩ rằng nó đang hơi bị cứng nhắc trong một cái tính toán thu hồi vốn. Nó theo một cái cách tính của quá khứ nhiều quá. Và cái cách tính hiện tại và tương lai thì lại chưa thấy đề cập nhiều. Chính vì thế nên góc nhìn của tôi nghĩ rằng nếu được thì chúng ta nên bàn về cái đó. Nó sẽ có nhiều chiều, nhiều giải pháp để cho tăng cái nguồn vốn hay như là giảm thiểu cái rủi ro trong quá trình đầu tư, đặc biệt là dùng ngân sách. Vâng ạ. Như vậy là theo ý kiến của các khách mời là với cái báo cáo đưa ra như thế này, chúng ta còn có thể tính toán được nhiều giá trị, nhiều hiệu quả hơn đúng không ạ? Không chỉ mỗi là dựa trên những cái yếu tố thu hồi vốn hay là những cái vấn đề phân tích ở trong báo cáo. Và vừa rồi thì trong cái buổi đó thì Thứ trưởng Đông cũng đã đưa ra một cái thông tin, chắc là hai khách mời đây đều biết, đó là khi đưa vào vận hành thời gian đầu chắc chắn là sẽ lỗ, do đó nhà nước sẽ phải hỗ trợ từ 10 đến 12 năm về các chi phí duy tu và bảo dưỡng. Rõ ràng cái đấy tất cả chúng ta đều nhìn thấy rồi ạ. Thì đây có phải là một cái điều mà chúng ta quá đáng lo ngại về cái dự án này nữa không ạ? Bởi vì tôi biết là ông Bình vẫn còn khá là băn khoăn sau khi mà nghe thêm ý kiến của ông Nghĩa và ông Hùng ạ. Tôi thì hôm đấy chính tôi là cái người mà đưa ra ý kiến là chắc chắn là dự án này có lỗ, và Thứ trưởng Đông giải thích cái câu đấy là cũng giải thích cái câu quan ngại của tôi. Vâng. Thực ra trong một cái hoạt động của một cái doanh nghiệp ấy thì tôi cũng đồng ý với ông Nghĩa, tức là những cái dự án đường sắt này đối với Việt Nam thì chúng ta quá cần, bởi vì chúng ta là một cái đất nước mà chiều dọc nó rất là lớn, chiều dài nó rất là lớn. Và khi mà chiều dài lớn ấy, thì hoạt động vận tải đường sắt là một trong những hoạt động mũi nhọn đối với các cái quốc gia mà có cái chiều dài lớn hơn chiều ngang như chúng ta. Thì vận tải đường sắt rất hiệu quả. Và trong kinh tế về vận tải thì các cái hoạt động vận tải đường sắt đặc biệt có cự ly cạnh tranh từ trên 300 km đến khoảng độ 1.000 km. Tại sao? Bởi vì ở dưới 300 km thì vận tải ô tô lại là cạnh tranh hơn, do vận tải ô tô chiều, cái tính linh hoạt của nó trong cái vận tải, kể cả hành khách, kể cả vận tải hàng hóa, thì cái tính linh hoạt vận tải ô tô rất là lớn. Nhưng mà vận tải đường sắt, đặc biệt là chi phí rẻ, nếu vận tải đường sắt mà có khả năng vận hành được tốt ấy, thì kể cả là ở cỡ khoảng 200 cho đến 150 km, đường sắt vẫn cạnh tranh rất dữ dội với ô tô, thậm chí còn cạnh tranh tốt hơn nếu mà tính an toàn. Vâng ạ. Vậy thì chúng ta xem xét là về mặt cần thiết ấy, thì tôi nói là đây là một dự án cực kỳ cần đối với Việt Nam. Vấn đề chúng ta chọn thời điểm để đầu tư, chứ chúng ta không phải là không đầu tư. Chúng ta sẽ chọn thời điểm nào thích hợp để phù hợp với điều kiện nợ công, phù hợp với GDP, phù hợp với cái khả năng cầu của thị trường. Nói thật sự, nếu chúng ta quyết định một dự án khi chúng ta chưa tính toán thỏa đáng, tôi lấy ví dụ này, chúng ta hình ảnh một đoàn tàu cao tốc mà chỉ chở khoảng độ 50 hay 100 ông đi lại trên tuyến Hà Nội Vinh, thì các anh chị sẽ thấy thế nào? Lúc đấy cơ quan báo chí sẽ nói thế nào? Một đoàn tàu tốn hàng bao nhiêu tỷ đồng như thế đầu tư, cái chi phí đi lại chưa đáp ứng được chi phí vận hành, tức là chưa đáp ứng được tiền điện và tiền vận hành nhân công ở trên đó, thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là nếu mà chúng ta quyết định vội vàng ấy, thì cái hiệu quả kinh tế nó ngày càng trầm trọng, và có thể nói là về sau
nhỡ may cái đấy là gánh nặng cho quốc gia thì sao? An ninh tài chính quốc gia thì sao? Cho nên tôi là cái người đã từng làm vận tải và quản lý công ty vận tải chạy trên tuyến Hà Nội Vinh. Và tôi quản lý, tôi là phó giám đốc công ty xe khách Nam của Transeco, hồi đấy có tuyến Hà Nội Vinh. Và tôi biết là từ ngày thứ 2, ngày thứ 6 riêng tuyến Hà Nội Vinh ấy, thì gần như là bọn tôi chạy hòa vốn là may, chỉ ăn vào mỗi ngày thứ bảy chủ nhật. Cho nên là tuyến Hà Nội Vinh là cái tuyến cự ly ngắn như thế mà chạy, tôi lấy ví dụ là chạy cái cỡ 300 cây mà chạy cao tốc, chúng ta tính là chúng ta chạy 320 cây là chưa lên đổi nổi cái tốc độ mach là đã hết tuyến rồi. Và ở trong cái cự ly 300 cây tuyến Hà Nội Vinh ấy, thì nếu mà chúng ta chỉ có hai ga thôi nhá, chúng ta chỉ có ga Thanh Hóa và ga Vinh, tức là khách chỉ có đi hai cái tuyến đấy thôi. Còn hiện nay dọc tuyến là nhu cầu điều tra là nhu cầu cả tuyến, cả Hà Nam, cả Ninh Bình, cả có khi đoạn giữa giữa Thanh Hóa người ta cũng không đi. Cái thứ ba nữa là khi mà chúng ta tính toán nhu cầu ấy, chúng ta phải xem xét là nhu cầu có khả năng chi trả chứ không phải tổng nhu cầu. Cái nhu cầu có khả năng chi trả tức là người ta tính là đi một chuyến đi bằng đường cao tốc là hết 75% giá vé, tức là gì? Tức là nếu mà Hà Nội Vinh giá vé máy bay là 2 triệu thì có nghĩa là đi đường cao tốc 1 triệu rưỡi. Và chúng ta cũng xem xét nếu chúng ta làm năm 2025 tức là thu nhập GDP bình quân một người khoảng độ 8 triệu đồng một người thì bao nhiêu những cái chuyến lượt đi thì sẽ là đi bằng đường cao tốc. Báo cáo các anh chị là chúng ta phải đã điều tra rõ cái nhu cầu đi lại trên tuyến. Những cái người mà trả cái giá cao đấy hầu hết là những người đi rất không thường xuyên thôi. Còn những người đi thường xuyên mới là những người mà có cầu cao nhất, tức là buôn bán cho những người thường xuyên về công tác trên tuyến đấy. Mà người ta chỉ lương 8 triệu thôi, người ta đi một chuyến đi, một chuyến về mất 3 triệu. Báo cáo các anh chị, sau có đường cao tốc thì ô tô đi chỉ mất có 400 nghìn thôi, 3 đến 400 nghìn. Thì có khi tôi đi ô tô tôi chỉ chậm hơn khoảng độ nửa tiếng thôi. Đi cao tốc vào Vinh cũng 300 cây mà đỗ ô tô đi thì cũng chỉ khoảng độ chưa đến 3 tiếng. Mà tôi đợi tàu phải một tàu phải một ngày mới đi mấy chuyến thôi. Mà cũng là 1 giờ bao nhiêu phút. Thì đối với những tuyến ngắn đi vận tải ô tô, nếu có đường cao tốc tốc độ khoảng 100 đến 120 km thì cái sức cạnh tranh của ô tô rất lớn so với đường sắt. Do vậy là tôi nghĩ là trong cái này chúng ta hoàn toàn ủng hộ về chủ trương. Nhưng mà để mà làm tốt nhất, để có lợi ích quốc gia tốt nhất ấy, để tính toán chuẩn xác thì Bộ Giao thông nên có những cái phương án tính toán và khảo sát thật chuẩn, cái số liệu chuẩn để sau này đi làm ra rồi thì nó đảm bảo thắng lợi. Chúng ta mà đưa ra một phương án chúng ta làm ra mà chúng ta lại cuối cùng kết quả là số lượng người chở quá ít. Báo cáo các anh chị là khi mà tàu chúng ta ra nó cái sơ đồ chuyến lượt đi, trước tôi học kinh tế vận tải, cho nên sơ đồ chuyến lượt đi nó không phải là như tính toán đâu, mà có những cái thứ sáu thứ bảy thì nó vượt quá cái năng lực vận chuyển, nhưng mà những ngày thường ấy thì nó chỉ bằng 1/10 năng lực vận chuyển thôi. Thì cái hiệu quả hoàn vốn nó hoàn toàn khác. Cho nên tôi nói ở đây là phải tính toán chuẩn và chọn thời điểm chuẩn thì chúng ta mới đưa ra thành một cái dự án thành công được. Nhưng mà tôi nghĩ tính toán chuẩn mà chắc chắn thắng lợi thì hơi bị khó. Ông nghĩ thế nào về những ý kiến mà ông mình đưa ra? Tôi cho rằng là nhìn vào hành khách đi máy bay bây giờ thì mình mới thấy rằng tức là mọi cái tính toán của chúng ta trước đây là đều quá lạc hậu. Chúng ta cứ làm cái sân bay leo tèo xong là 5 năm sau lại làm lại sân bay, 5 năm sau lại làm lại sân bay, và chi phí rất lớn. Rồi cái chi phí làm sân bay Nội Bài là khủng khiếp. Và vừa mới trước quyết toán cái nhà ga này đã quyết toán xong rồi. Vừa mới quyết toán thì như năm ngoái à. Mà bây giờ là phải làm nhà ga khác rồi. Cho nên là cái cách mà chúng ta tính theo cái kiểu tức là giật gấu vá vai như vậy đối với những cái dự án cơ sở hạ tầng lớn của Hà Nam cái to như của thằng Hồng Kông, của ông Singapore đấy, của thằng Thái Lan đấy. Hiểu chưa? Và biến Việt Nam trở thành một cái trung chuyển du lịch quốc tế đi. Đằng này nay chúng ta mà cải tạo sân bay này được một tí, mai là cải tạo nhà ga thì một tí thì cuối cùng là vô cùng tốn kém. Mà từ cái nhà ga Sài Gòn cải tạo hết hình như là 250 triệu đô cho đến cái nhà ga Nội Bài là lên được 1 tỷ, mà công suất chống hết nhau. Cho nên là tôi nghĩ tính toán kiểu đó thì cũng không thể làm giật gấu vá vai kiểu đấy được. Cái thứ hai là ngày xưa có mấy cái máy bay tiêu của Nga mà leo tèo chẳng ai đi. Bây giờ biết bao nhiêu hàng trăm cái máy bay của cả ba hãng là ngồi trên sân bay 1 phút là nhìn thấy mấy cái lên mấy cái đi xuống rồi. Mà lên trên sân bay, lên trên máy bay vẫn kín đặc.
Nó có phải người giàu sang phú quý gì đâu. Tôi thấy có cả bà già trẻ em nhà quê nói dòng khu 4 trò trẻ vang vang lưng cả máy bay lên như vậy. Vì sao? Vì con mua cho bố mẹ đi một năm vào thăm Sài Gòn một lần, đi Nha Trang một tí, nên là dồn cả gần 100 triệu người dồn là cả nước Thanh Đông đó. Thế cho nên là, mà để lời chưa kể, tức là có những người ta nghĩ đến máy bay sợ không dám đi. Rồi thì xây rồi xe rồi xây ô tô đủ thứ, người ta chỉ trông cậy vào tàu hỏa thôi. Nên tôi nghĩ rằng là mọi cái tính toán vào cái thời điểm này thì tất nhiên là mình cũng phải tính toán, mình phải dự báo. Như tôi đồ rằng tức là cái nhu cầu vận tải vận chuyển của Việt Nam trong cái thời gian tới, đặc biệt là về người, tăng còn mạnh hơn cả về hàng hóa. Chứ không phải là hàng hóa tăng mạnh. Hàng hóa Việt Nam có cái gì ghi gớm ngoài mấy cái hàng nông sản chở sang Trung Quốc thế thôi, chứ còn có gì ghi gớm đâu. Nhưng mà người sẽ là cái rất lớn, kể cả du lịch trong nước và du lịch quốc tế, trở thành một trong những cái khu vực vận tải vận chuyển mà có nhiều cái kỳ vọng nhất. Nên tôi nghĩ là tất nhiên là mọi cái phương án tài chính mà có gắn đến nhất ngân sách thì mình phải cẩn trọng. Đài Loan thì cũng đã từng phải chính phủ phải nhảy vào giải cứu bằng cách tức là tăng cái cổ phần của chính phủ lên 65%, hạ cái thuế xuống từ 80% xuống còn có 1 mấy. Rồi thì là tăng thời hạn cho thuê lên 35 năm. Thế nhưng mà cuối cùng thì người ta giải cứu được. Người ta đến bây giờ thì mới năm ngoái đấy thì người ta nói rằng tức là bây giờ thì họ có một hệ thống đường sắt chuẩn, và kể cả những người khai thác cũng như là chính phủ là không phải tài trợ gì nhiều nữa. Là thế tốt rồi. Thì tôi nghĩ là, nhưng mà đấy là Đài Loan, đất nước người ta ngắn, có 300 mấy chục cây số chạy từ Bắc chí Nam, dân số là ít. Việt Nam mình đông như thế và lại dài như thế thì tôi nghĩ là hiệu quả chắc sẽ lớn hơn của Đài Loan nhiều. Vâng. Ông Hồ, sau khi nghe chia sẻ ông Hồ thấy thế nào? Chúng ta đang tính toán dựa trên các cái đầu tư công quá là nhiều. Cái ngân sách của chúng ta thì một năm nó có một cái giới hạn. GDP của chúng ta khoảng 200 tỷ. Nhưng mà chúng ta cứ cái gì cũng muốn lấy ngân sách ra để đầu tư. Thì tôi hơi quan ngại với cái câu chuyện này. Thì về bản chất là đầu tư, cái này nó mang tính chất dài hạn. Thì phải có một cái kỳ đầu tư dài. Nhưng mà đang xem nó phải có rất nhiều kỳ đầu tư ngắn. Nếu mà mình cứ bổ dài thế này rồi chọn có hai giai đoạn. Và như ông Minh có nói, Hà Nội Vinh thì tôi đi xe khách thì nó sẽ hiệu quả hơn. Vậy nhà đầu tư họ sẽ chọn ra đầu tư vào đường cao tốc BOT. Họ sẽ chọn đầu tư vào các hệ thống xe khách. Nó sẽ khả thi hơn trong cái quãng ngắn. Những quãng dài thì chúng ta lại chưa tính đến. Đây là cái giai đoạn sau chúng ta tính đến. Thế thì chúng ta phải xem xét lại. Câu chuyện thứ hai đó là cái ngân sách. Cái ngân sách thì trên thực tế thì có nhiều các cái giải pháp chúng ta nên dự báo. Ngoài cái việc dự báo tăng trưởng GDP của đất nước của chúng ta thì chúng ta cũng nên dự báo về cái sự thay đổi của nền kinh tế số của toàn cầu. Nó cũng giống như cái câu chuyện gọi là cách đây 10 năm ai đó nói rằng là không có con người nào ở trong cái xưởng này cả, chỉ có robot làm may thôi. Thì lúc đó cái người nghe người ta bảo thằng này nó bị điên à, cái người nghe người khác nói thế. Thì bây giờ mình cũng đang nói câu chuyện này cũng như vậy. Đó là một câu chuyện rất thật, rất gần gũi. Chúng ta đang ở cái thời kỳ này, chúng ta cứ bám thật mạnh vào ngân sách. Ngân sách thì không phù hợp, bởi vì tổng cái ngân sách có giới hạn. Câu chuyện nữa là một cái gạch đầu dòng tôi cũng muốn nhớ ra, đó là cái tiền trong dân hiện tại bây giờ cũng còn một cái khoảng rất lớn. Thống kê thì được khoảng 60 tỷ, nhưng tôi nghĩ con số đấy còn lớn hơn nhiều. Vậy làm thế nào để mang cái tiền đấy đầu tư nó khả thi hơn rất nhiều so với cái việc gọi là chúng ta sẽ tính toán đến ngân sách thu về dựa trên cái cơ sở thu về hàng năm để phân bổ. Vâng. Thì lúc đó cái tính chất khả thi và nó an toàn hơn cho cái việc đầu tư dài kỳ như thế này. Đây vâng. Là quan góc nhìn. Nhưng việc huy động vốn mà Liên Xanh Tư Vấn đưa ra trong báo cáo thì không phải hoàn toàn dựa vào ngân sách. Con số dựa vào ngân sách nó rất là nhỏ. Và vừa rồi thì có phân tích là đến năm 2040 với GDP của Việt Nam với cái tốc độ phát triển như thế này thì con số 58,7 tỷ đô la cho toàn bộ dự án và phân kỳ trong nhiều năm như vậy là một con số quá nhỏ. Tức là ba khách mời của các số trước đều nói là như vậy ạ. Tôi nghĩ là chúng ta nên làm rõ việc này, ông nghĩ thấy có đúng không? Đúng như vậy, bởi vì là tính ra bình quân mỗi một năm đầu tư, tính ra bình quân mỗi một năm là có một năm đầu thì dưới 1 tỷ. Còn sau đó thì nó bình quân đâu đó khoảng cao nhất là khoảng 3 tỷ bình quân một năm, thì không phải là cái gì lớn. Thứ hai là tức là
Ví dụ như là cái giai đoạn 1, 2, 4 tỷ thì đã có 14 tỷ là ODA rồi. Vâng. Như vậy là nội địa chỉ còn 10 tỷ. Mà trong nội địa 10 tỷ thì chính phủ có 5 tỷ rồi thì các nhà đầu tư nước ngoài 5 tỷ. Đây là 20%. Giai đoạn 2, 34 tỷ thì ODA cũng là 14 tỷ. Nội địa chỉ là 20 tỷ. Thì trong đó là nhà nước có 13 tỷ rồi doanh nghiệp đâu đó khoảng 7 tỷ. Thì cũng không phải là lớn. Và tôi nghiên cứu kỹ này, tôi mới thấy tức là gì, nghiên cứu cả ở châu Âu cả Tây Ban Nha, tức là Tây Ban Nha là một trong những nước ở châu Âu là có là bị phải bù lỗ cái món này lớn nhất. Nhưng bây giờ thì họ đã khắc phục được rồi, tại vì cái đất nước của họ thì nó chỉ mỗi tuyến từ Madrid đến Barcelona ngắn, và họ đầu tư thì đầu tư cũng khá là lớn, khá là vượt qua rất nhiều những cái đồi núi các thứ cũng khá là phức tạp, cũng bị lỗ một thời gian dài rồi cũng phải giải cứu, bây giờ thì cũng đỡ rồi. Nhưng có thể nói một cách chung chung tức là gì, tức là có nhiều quốc gia trên thế giới này là phải trải qua nhiều cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng mà không có một cuộc khủng hoảng tài chính nào do đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ gây ra cả. Mà phần lớn ông ném vào cả cái doanh nghiệp công doanh, kiểu như mấy chục cái dự án đắp chiếu của ta đấy. Hoặc là ném vào ngân hàng. Ngân hàng cho vay xả láng rồi bắt đầu là ngân hàng sụp đổ thì bắt đầu chính phủ vác tiền ra tài trợ ngân hàng như là Hy Lạp chẳng hạn. Còn mấy ông bị do cơ sở hạ tầng đâu, lúc đầu tưởng cơ sở hạ tầng là nó quá xá, nhưng mà rồi sau đó cơ sở hạ tầng nó lan tỏa nhanh lắm, nó phát huy tác dụng rất nhanh. Vâng, ông Bình xác định bổ sung gì không ạ? Tôi thì quan điểm một chút, chúng ta phải làm rõ thế này. Trong cái dự án ghi rõ là nguồn vốn trên 80% dự kiến là của ngân sách nhà nước và vay, và một phần là nhà đầu tư tư nhân. Hiện nay nhà đầu tư tư nhân tôi nghĩ là kêu gọi với cái mức mà hoàn vốn như thế thì chỉ có cái giai đoạn sau thôi. Từ khi mà bắt đầu vận hành rồi thì nhà đầu tư tư nhân kêu gọi họ sử dụng, họ mua tàu và họ vận hành trên đó. Cái phương án đấy là cũng khá là hợp lý. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận là vay ODA cũng là vốn của nhà nước nhé. Chúng ta phải xác định rõ như thế, bởi vì vay ODA ấy, thì nhà nước là người vay và nhà nước phải dùng ngân sách, mai kia phải thu ngân sách nhà nước phải giả. Tức là cái tỷ lệ giả lãi và gốc của nhà nước chính là giả lãi và gốc cho các khoản vay của nhà nước trong quá khứ. Cho nên nếu mà xem xét về ngân sách nhà nước thì toàn bộ các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trực tiếp và từ nguồn vốn nhà nước đi vay ODA cho dự án thì đều là nguồn vốn ngân sách nhà nước cả. Cho nên khi mà cân đối vốn ấy, thì chúng ta phải, ví dụ Bộ Tài chính người ta sẽ cân đối bài toán tổng thể các nguồn nợ vay và các nguồn trả nợ. Cho nên tôi nghĩ là thế này, đối với các dự án cơ sở hạ tầng, tức là hàng hóa công cộng, mà hàng hóa công cộng thì đặc điểm của nó là các cái hoạt động tài chính nó sẽ lỗ, tức là không đảm bảo cái mức độ hoàn vốn cho nhà đầu tư tư nhân, và các cái hiệu quả tài chính xã hội nó sẽ cao hơn so với cái mức kỳ vọng của cái nhà đầu tư công. Ví dụ mức kỳ vọng của Việt Nam hiện nay trong lập dự án đầu tư công từ 8-12%, thì tất cả những dự án nào mà trên 8 hoặc trên 12% thì về hiệu quả kinh tế của dự án thì sẽ về cơ bản sẽ được phê duyệt. Vâng. Bởi vì cái đó nó sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế lớn hơn. Và do vậy là cơ sở quyết định dự án công là quyết định trên cái hiệu quả kinh tế xã hội chứ không quyết định trên hiệu quả tài chính. Tuy nhiên cái hiệu quả tài chính nó lại rất quan trọng, nó cũng làm tăng thêm cái hiệu quả kinh tế của dự án mà nó cũng làm cái tính bền vững của dự án. Có những cái dự án mà hiệu quả rất lớn nhưng mà chúng ta không đủ nguồn. Tức là chúng ta tưởng tượng chúng ta nhà nghèo mà chúng ta ai cũng thích xây một cái nhà 4 tầng cả. Nếu mà xây một cái nhà 4 tầng nó sẽ tiết kiệm hơn chúng ta xây từng tầng một, đúng không ạ? Nó sẽ ở, nó sẽ thích hơn, mọi người thấy tiện nghi hơn. Nhưng mà chúng ta đi vay ngân hàng mà chúng ta xây nhà 4 tầng thì có khi cái nhà vừa xây xong một thời gian rất ngắn chúng ta lại bị ngân hàng tịch thu cái nhà và chúng ta lúc đấy trở thành không nhà. Tức là chúng ta bị phá sản. Cho nên chúng ta phải cân nhắc rất kỹ, tức là chúng ta là một quốc gia nghèo và chúng ta chi tiêu trong cái túi tiền nghèo của chúng ta, cái phương án chi tiêu nào khôn ngoan nhất, mang lại cái lợi ích cao nhất, đấy mới là cái bài toán thông minh. Vâng. Đấy, theo cá nhân tôi vâng. là chúng ta phải cân nhắc rất kỹ cái chuyện này. Đấy là lý do tại sao chúng ta ngồi đây để phân tích xem mà nó có thực sự là hiệu quả, thực sự là nên đầu tư hay không ạ? Tôi có lẽ là... Tôi có ý kiến vâng, một chút. Vâng. Góc nhìn cá nhân thì khi mà mình di chuyển bằng đường bộ, nói thật là khi mà mình di chuyển đường bộ bây giờ thì đường cao tốc là con đường mình lựa chọn. Khi mà mình di chuyển đường cao tốc mình thấy nó rất là yên tâm,
hơn rất là nhiều, kể cả nó đi xa hơn. Thế thì khi mình di chuyển máy bay thì mình cũng cảm thấy là nó rất là nhanh. Nhưng mà cái yếu tố tâm lý, cái yếu tố tâm lý hiện tại bây giờ kể cả đường bộ và đường hàng không, yếu tố tâm lý cũng đang đi xuôi về cái tính an toàn. Đấy, tính an toàn. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc gọi là cũng có một cái điểm sáng của cái dự án này ấy, là cái tính an toàn của nó tương đối cao. Thì người dân với cái tốc độ tăng trưởng GDP của mình, với cái sự giàu lên của một cái tầng lớp và triệu phú trung bình tuổi khoảng 30, hơn 30, thì tôi nghĩ rằng là cái việc gọi là, mà chắc chắn họ mới là những cái người sử dụng cái tàu này nhiều, họ sẽ sử dụng cái tàu này nhiều, thì cần phải chú trọng đến cái tập khách hàng đấy. Và khi mà mình chú trọng cái tập khách hàng đấy thì theo quan điểm của tôi, có một cái giải pháp để có thể gọi là đáp ứng được cái hài lòng của cái tập khách hàng đấy ngay từ bây giờ. Có nghĩa là họ là những người có tiềm năng tài chính từ bây giờ, và tương lai họ cũng là những người tạo ra nhiều tiền. Thì mình huy động vốn từ một cái tập khách hàng này trước khi mình cùng song hành cái việc đầu tư. Thì tôi nghĩ là các cái mô hình tài chính đấy bây giờ nó đang rất thành công ở trên thế giới này. Thay vì chúng ta cứ tập trung vào ngân sách, vẫn làm mà, có phải không làm đâu. Câu chuyện là làm nhưng mà toàn dân làm. Nhà đầu tư của chúng ta bây giờ không chỉ giới hạn ở chính phủ, mà nhà đầu tư của chúng ta là phải có một cái giải pháp huy động trong dân, phải đánh vào cái yếu tố niềm tin. Bởi vì tôi nghĩ rằng là cái yếu tố niềm tin bây giờ, cái yếu tố an toàn ấy, là cái thứ họ cần nhất. Vâng. Thì nên làm. Ví dụ như là một cái tập, ví dụ trong chúng ta sẽ có khoảng 4.9 triệu hộ kinh doanh cá thể, chủ hộ, cộng với gần 700.000 chủ doanh nghiệp. Cái tập này là một cái tập hoàn toàn có thể khai thác được, để có thể huy động được. Giả thiết chúng ta có được một cái chính sách, chúng ta cho ưu đãi về thuế đối với tất cả các doanh nghiệp tham gia về cái việc này. Vâng. Có thể phát hành một cái thẻ đi trước, họ có thể trả trước một cái khoản tiền để mua cái thẻ phát hành này. Vâng. Với cái việc là giảm cho họ một cái phần nào đó về thuế thu nhập doanh nghiệp, hoàn toàn là dòng tiền tương lai. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ giảm áp lực cho cái việc tài chính này rất là nhiều. Câu chuyện thứ hai nữa là cái gì mà mình làm mà mình đã có khách rồi, có nghĩa là mình bán được hàng rồi, thì mình cái viễn cảnh xấu về cái việc tỷ lệ người tham gia vào cái việc vận hành nó sẽ giảm thiểu đi. Vâng. Thì cái này lên làm, và ở đây tôi nghĩ rằng hoàn toàn làm được, chỉ thiếu hành lang pháp lý. Chính phủ có sẵn sàng public hay không, có sẵn sàng mở toàn bộ cái dự án này hay không, có sẵn sàng gọi là tổ chức gọi là đối thoại công tư hay không. Cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng làm điều này bằng các hình thức trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu hoàn toàn làm được. Đấy thì dưới sự đảm bảo của chính phủ. Vâng. Vừa rồi ông Nghĩa mới nói có 6 nhà đầu tư, đến bây giờ ông Hùng đang nói là hơn 4,5 triệu hộ kinh doanh cộng với cả hơn 700.000 doanh nghiệp nữa, có lẽ là một con số rất là lớn. Nhưng tất nhiên là họ sẽ quan tâm mà thời gian phải ngắn đúng không ạ? Chứ không thể nào mà là 30 năm hay là 40 năm như này được. Vâng, và ông Nghĩa có thể có ý kiến. Và họ có thể đầu tư ví dụ như cho từng công trình, một cái nhà ga này, cái tỉnh này, một cái nhà ga này, một cái tỉnh khác, thế là đầu tư cho từng công trình như vậy thì người ta cũng tham gia được. Tôi cho rằng tức là cũng để lúc phải nghĩ đến cái chuyện tức là huy động vốn cộng đồng bằng các cái phương tiện huy động hiện đại số hóa, rồi thì là bằng các cái chính sách ưu đãi và các cái trái phiếu công trình lớn, rồi cho nó niêm yết lên sàn và cho nó tạo ra thanh khoản lên sàn và cho nó mua bán lên sàn. Và như vậy thì là cái người mua đầu tiên này, họ cần tiền họ lại bán cho người khác. Nhưng mà chúng ta sẽ có một khối lượng hàng hóa để giao dịch riêng cho cái dự án khổng lồ này cũng khi là cũng hay. Chứ bây giờ chỉ chú trọng vào một vài người thì một vài người này bảo là chúng tôi muốn thu hồi vốn thật nhanh thôi, chứ mà kéo dài 30 năm chúng tôi không. Nhưng mà khi nó đã được chứng khoán hóa rồi thì bao nhiêu năm cũng được. Bởi vì người này không muốn nữa thì lại bán cho người khác cái chứng khoán hóa. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái khối lượng vốn khổng lồ và có một cái thời gian huy động vốn dài hạn hơn. Tôi muốn bổ sung thêm một chút về cái kỳ. Thực ra với cộng đồng doanh nghiệp thì quan tâm nhất là kỳ. Kỳ dài không sao. Miễn là cái chứng khoán đấy được đảo có linh hoạt. Linh hoạt đúng rồi. Được đảo linh hoạt. Ví dụ như là một cái chứng khoán 30 năm. Nhưng mà trong trường hợp mà nó có tính linh hoạt thì doanh nghiệp sẵn sàng ok đúng rồi. Chi tiền để sở hữu cái chứng khoán đó.
Cái này hoàn toàn là nhà nước làm rất dễ, chỉ cần tạo ra một cái sàn minh bạch riêng cho dự án này gần 60 tỷ đô là một cái rất lớn để làm rồi. Để làm rồi, một cái chuyên đề, một cái ban chuyên đề làm cái việc đó là xong. Thị trường chứng khoán có. Câu chuyện thứ hai, chúng ta xây dựng thành công thị trường chứng khoán phái sinh. Thì không có lý do gì chúng ta không phát hành trái phiếu điện tử thành công. Nghĩa là hoàn toàn làm được. Trái phiếu điện tử dựa trên các cái kỳ đầu tư và dưới sự đảm bảo của chính phủ, có nghĩa là mọi câu chuyện chính phủ sẽ là người đứng ra đảm bảo cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư trong nước. Đấy là chưa kể đến các cái doanh nghiệp, gọi là cũng xưa nữa xin thưa với hai ông, là cái doanh nghiệp mà người Việt, Việt kiều ở nước ngoài họ cũng rất muốn được chính thống chuyển cái ngoại tệ về rất nhiều. Bằng cách nào đó có một cái chính sách thì tôi tin rằng cái việc huy động tiền nó không phải là vấn đề nữa, mà đừng đặt lên vai ngân sách. Tôi nhớ là cái năm chúng ta khủng hoảng tài chính. Chúng tôi có kiến nghị với thủ tướng, tức là chúng ta có một khoản tiền rất lớn mua trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn. Thì bây giờ trong cái lúc khủng hoảng này, chúng tôi đề nghị với chính phủ, tức là tái cấu trúc lại cái trái phiếu dài hạn để thành ngắn hạn đi. Rồi mai mốt nó khủng hoảng nó qua rồi mình lại dài hạn, bởi vì dài hạn thì lãi suất cao hơn, ngắn hạn thì lãi suất thấp hơn. Cái điều đó nó vô cùng linh hoạt. Mà cái dự án là một cái dự án mà có một cái giá trị lớn và dài hạn, thì chúng ta đưa nó lên thị trường là từng nhà đầu tư một người ta sẽ tự tái cấu trúc được. Vâng, một ý tưởng rất là mới và lần đầu tiên xuất hiện trên chương trình đối thoại ạ. Cái gạch đầu dòng nữa, tôi nghĩ là xã hội hóa cũng rất là nhanh. Thực tế thì toàn tuyến của chúng ta là đi qua nhiều tỉnh, chúng ta không nhất thiết được cứng nhắc cái câu chuyện Hà Nội Vinh. Chúng ta chơi một cuộc chơi fair play, bây giờ có 20 tỉnh trọng tâm đi qua tuyến này, ông tỉnh sẽ phải tính toán với việc gọi là ngân sách ông được giữ lại để ông tái đầu tư vào tỉnh. Vậy thì ông sẽ tổ chức một cái chương trình đấu giá với nhau cái cơ hội được đặt cái nhà ga ở đấy. Bởi vì thế này, doanh nghiệp ở tỉnh nó sẽ sẵn sàng làm cái việc này, bởi vì chúng ta đang là đối tác công tư. Rất là đơn giản, nhưng chúng ta đừng có vẽ ra cái thứ đấy để cho thị trường nó vẽ. 300 mét hay là 500 mét thì nên để cho thị trường cung cầu được quyết định. Cái nơi nào thực sự mà nhu cầu nó lớn thì đặt cái nhà ga ở đấy. Chúng ta đừng có cứng nhắc cái chuyện là phải đến nhà này đỗ ở đấy, câu chuyện như thế. Thì ví dụ như là ông Vinh, ông không làm được. Ông Hà Tĩnh, ông huy động được nguồn vốn trong ngoài nước đặt ga ở Hà Tĩnh. Chả có lý do gì mà chúng ta phải đặt ở Vinh cả. Đấy là điều tôi thấy nó cần thay đổi cái tư duy. Bởi khi đặt ở Hà Tĩnh thì ông Hà Tĩnh làm gì? Tôi sẽ được gì về cơ sở hạ tầng sau 30 năm tới? Sẽ mọc lên một khu đô thị ở đấy, mà khu đô thị là dịch vụ như ông Nghĩa nói. Vậy tôi sẽ được gì? Tôi thu được ngân sách gì? Tôi thu được những cái gì từ đó? Vậy từ bây giờ tôi huy động xã hội hóa trước bằng những cái chúng ta vẫn còn nhiều đất lắm. Nói thế thôi, nhiều đất, những cái vùng như Hà Tĩnh, các thứ thì nó cũng không có giá nếu như không có những cái này mọc vào đâu. Đúng rồi. Thế cho nên là nếu có quy hoạch, nếu giải thảm đỏ thì tiền nó đổ về rất là nhiều. Vâng. Và lúc đó ngân sách ấy sẽ giảm đi. Chúng ta giảm cái ngân sách trung ương ấy, cho đấu thầu các cái tỉnh với nhau. Và dựa trên các cái số, cái tiềm năng tăng trưởng thì nhà đầu tư họ sẽ sẵn sàng. Chứ còn dựa trên cái tỷ suất gọi là thu hồi vốn 2,7% và nếu tính cả trên quan điểm nhà đầu tư tư nhân 14% thì không có nhà đầu tư nào đầu tư đâu. Vâng. Ông Bình có thể có một ý kiến rất là ngắn gọn trước khi mà chúng tôi kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ. Tôi nghĩ là cái phương án hiện nay, cái phương án mà vay ODA là phương án khôn ngoan nhất của chính phủ, bởi vì lãi suất ODA chúng ta đều biết là lãi suất hỗ trợ chính thức về phát triển, cho nên nó là lãi suất rẻ nhất trong các loại rẻ. Chúng ta mà huy động tư nhân thì nhà đầu tư tư nhân, nói thực sự, kể cả các ngân hàng thương mại mua trái phiếu chính phủ đều lãi suất ở cái mức rất cao, cao hơn rất nhiều so với ODA. Mà ODA thì tại sao mà ODA nó vào Việt Nam trong những cái dự án này? Bởi vì khi chúng ta ký ODA chúng ta phải chấp nhận trả một cái giá rất nặng, là cái, ví dụ chúng ta ký ODA Nhật thì chắc chắn là cơ quan Nhật sẽ vào làm từ tư vấn cho đến tổng thầu EPC. Chúng ta sẽ phải chấp nhận là chúng ta không hoàn toàn có quyền tự quyết chi phối toàn bộ cái vốn đấy, mà các cơ quan Nhật họ làm, sau đó họ tự đấu thầu lựa chọn các nhà thầu phụ của Việt Nam. Vậy thì chúng ta nhìn nhận là cái cá nhân tôi cho là cái dự án này huy động ODA là cái quyết định hoàn toàn chính xác. Còn huy động từ thị trường, từ trái phiếu, nói thế thôi, nhưng mà cái lãi suất trái phiếu chính phủ mà huy động ra tối thiểu thời điểm này cũng phải là tầm cỡ 7-8%. Mà khu vực tư nhân còn không mua trái phiếu chính phủ, chỉ có mấy anh ngân hàng thương mại với cả mấy anh quỹ tài chính người ta thích mua thôi. Còn ngân tư nhân người ta lại đòi hỏi đến 13-14% cơ. Cho nên khi chúng khoán khóa thì tất cả khoản mục chứng khoán đấy, tôi trước làm cũng làm giám đốc đầu tư của công ty chứng khoán cỡ
vài năm thì tôi cũng làm rất nhiều thương vụ đi huy động vốn từ các khoản trái phiếu, cũng từ các khoản góp vốn của doanh nghiệp đủ mọi hình thức. Thì các nhà doanh nghiệp tư nhân của mình ấy, các cá nhân của mình ấy, là họ đòi hỏi cái lợi suất. Tôi lấy ví dụ thời điểm này họ phải đòi hỏi lợi suất trên lãi suất ngân hàng, đúng không ạ? Tức là tối thiểu trên 7% so với cái phương án ODA vẫn là phương án kém hiệu quả hơn rất nhiều. Cho nên cá nhân tôi là phương án lựa chọn ODA vay của Nhật hoặc là vay của một nước quốc gia nào đó là đúng. Và tỷ lệ ODA chúng ta huy động được bao nhiêu thôi, còn lại chúng ta phải huy động từ cái nguồn ngân sách là cái phương án tôi nghĩ là duy nhất khả thi trong thời điểm này. Còn cái hoạt động huy động vốn tư nhân ấy là chỉ huy động cái phần mà tàu chạy ở trên thôi. Anh chị hình dung ra là khi chúng ta thiết bị tàu ở trên vận hành, còn hạ tầng ở dưới là cái phần đầu tư là chỉ có lỗ thôi. Thì nhà nước phải gánh, thì cái liên doanh và bộ phận tư vấn đưa ra cái ý tưởng đấy, là hôm đấy tôi hoàn toàn thuyết phục về cái ý tưởng là làm hạ tầng PPP, hợp tác công tư, hạ tầng là nhà nước và ở phía trên là nhà đầu tư tư nhân, người ta sẽ tham gia vào một phần, bởi vì chỉ có nhà đầu tư tư nhân mới vận hành nó hợp với thị trường hơn, nó hiệu quả hơn. Còn nếu mà vận hành theo cơ chế nhà nước hiện nay, tôi có ví dụ, nếu tổng công ty đường sắt mà không phải là một doanh nghiệp nhà nước mà rơi vào tay một công ty tư nhân họ vận hành ấy, thì tôi đảm bảo không bị thua lỗ, không bị bù đắp chi phí lớn như hiện nay, bởi vì cái cơ chế vận hành của nhà nước nó có rất nhiều yếu tố mà nó không phù hợp với thị trường. Vâng ạ. Đấy, thì cá nhân tôi thì về phương án góp vốn thì tôi cho rằng cái phương án huy động vốn thế là khôn ngoan và cái hướng PPP thế là đúng, nhưng mà tuy nhiên phải chúng ta phải triển khai thế nào. Tôi vẫn đánh giá là cái dự án này là cần thiết, nhưng mà chúng ta phải tính toán rất kỹ, bởi vì cái bài toán của tính toán của chúng ta dù đúng hay sai nhưng mà nó là cơ sở rất quan trọng để chúng ta đưa ra một cái quyết định đúng. Vâng ạ. Đấy. À, rõ ràng là ở đây mới chỉ có 3 khách mời thôi mà chúng tôi đã thấy là rất là nhiều những ý kiến khác nhau rồi. Và trong các số trước cũng vậy, chúng tôi cũng ghi nhận được rất nhiều ý kiến. À, tôi nghĩ là những người làm chính sách họ cũng đang rất là quan tâm đến chương trình đối thoại và cũng thường xuyên lắng nghe ý kiến của các khách mời. Chúng tôi hy vọng là chúng ta cũng có thể gửi những ý kiến tham khảo để họ có thể bổ sung, làm đầy đủ hơn, thuyết phục hơn cái báo cáo của mình. Và chúng ta cũng hy vọng là sẽ nhanh chóng có một cái dự án như thế này tại Việt Nam và chúng ta sẽ được hưởng những cái tiện ích, những cái gì mà được đem lại từ một cái dự án như thế này trong một thời gian sớm nhất. Thì chúng tôi nghĩ là không chỉ có doanh nghiệp, không chỉ có chuyên gia, tất cả người dân đều đang mong đợi như vậy. Thì chúng tôi rất là cảm ơn 3 khách mời đã đến với trường quay đối thoại, tâm huyết với đề tài của chúng tôi và chia sẻ góc nhìn rất là mới về chủ đề này. Xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành cùng chương trình đối thoại. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.